Kết quả U22 Việt Nam 3, 1 U22 Myanmar, U22 Việt Nam giành huy chương đồng. Văn Cường bùng nổ với cú đúp bàn thắng giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Myanmar. Cộng với bàn thắng của Quốc Văn Khang đã đem về tấm huy chương đồng SEA Games 2023 cho đoàn quân của huấn luyện viên Philip Trucci. Bàn thắng U22 Việt Nam, Văn Cường, 9-33, Văn Khang, 55. U22 Myanmar, Mio Khang, 88. Huấn luyện viên Philip Trucci đã làm mới đội hình của U22 Việt Nam khi đối đầu với U22 Myanmar trong trận tranh hạng 3. Lý do, một số cầu thủ chơi không tốt ở trận bán kết và số khác bị chấn thương nên vị chiến lược gia người Pháp đã sử dụng đến 5 gương mặt mới ở đội hình xuất phát so với trận bán kết, gồm thủ môn Huy Hoàng, trung vệ Duy Cương, tiền vệ Nhật Nam và hai tiền đạo Văn Khang và Văn Trường. Trước U22 Myanmar, nỗi lo có thể thua trận của U22 Việt Nam không phải là vấn đề chuyên môn bởi trình độ giữa hai đội khá chênh lệch. Ngược lại, vấn đề chính là rào cản tâm lý sau khi U22 Việt Nam phải dừng bước ở bán kết. Nhưng với một đội hình gồm nhiều cầu thủ mới, đoàn quân của ông Philip Trucci đã chơi thanh thoát, áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sau pha bỏ lỡ 10-10 của Văn Trường ở phút thứ 5, U22 Việt Nam cũng đã có bàn khai thông thế bế tắc ở phút 9. Từ pha tổ chức tấn công nhanh, Minh Trọng tung đường truyền dài từ cánh trái sang cánh phải để Văn Trường tung cú sút như búa bổ, ghi bàn thắng cho U22 Việt Nam. Trong trận đấu này, U22 Việt Nam thường xuyên sử dụng các đường truyền dài vượt tuyến, xẻ biên để tìm đường vào khung thành của U22 Myanmar. Sự cơ động của Ngọc Thắng và Văn Cường bên cánh phải cũng như Minh Trọng và Văn Khanh bên cánh trái bằng những pha lên bóng nhanh, tốc độ đã đặt khung thành của đối thủ vào thế báo động đỏ. Từ một pha xẻ biên của Ngọc Thắng ở phút 33, Văn Cường thoát xuống tung cú sút chéo góc, nâng tỷ số lên 2-0 cho U22 Việt Nam. Trong hiệp 1, U22 Myanmar không thể kiểm soát được bóng. Hàng tiền vệ không thể cầm bóng khiến cho mọi liên lạc với hàng tiền đạo trở nên lạc lõng. U22 Myanmar chỉ có vài pha hãm thành đáng chú ý nhưng hoặc dứt điểm không thành công hoặc không thắng được thủ môn Huy Hoàng. Điển hình như ở phút 41, Heo ăn dứt điểm đưa bóng đập chân Duy Cương đổi hướng nhưng thủ môn Huy Hoàng vẫn kịp quay người để đẩy bóng, cứu thua cho U22 Việt Nam. Cục diện ở hiệp 2 cũng không khác so với hiệp đầu tiên. U22 Việt Nam vẫn là đội làm chủ cuộc chơi. Thậm chí, các học trò của ông Philip Trucci còn cầm bóng nhiều hơn so với 45 phút trước đó. Trong hiệp đấu này, U22 Việt Nam cũng đã có nhiều thay đổi nhân sự giúp cho các cầu thủ có nền tảng thể lực sung mãn hơn. Sau 10 phút ép sân, U22 Việt Nam cũng đã có bàn thắng để đào sâu cách biệt. Phút 55, Minh Trọng thoát xuống bên cánh phải để nhận đường truyền dài vượt tuyến của Nhật Nam rồi căng ngang để Văn Khang tung cú sút trực diện như búa bổ ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Trong thời gian còn lại sau đó, Quốc Việt, Văn Khang đều có cơ hội để nâng tỷ số lên cao hơn cho U22 Việt Nam nhưng không thể tận dụng thành công. Trong khi đó, U22 Myanmar cũng có niềm an ủi phút chót khi trong một pha tổ chức chống đá phạt góc, thủ môn Huy Hoàng đẩy bóng ra đúng tầm của Mio Khang, qua đó giúp cầu thủ này đánh đầu ghi bàn thắng danh dự cho đội nhà. Thắng chung cuộc với tỷ số 3-1, thầy trò ông Philip Trucci đã giành huy chương đồng ở SEA Games 2023. Đội hình thi đấu: U22 Việt Nam, Huy Hoàng, Tuấn Tài, Duy Cương, Ngọc Thắng, Tiến Long, 46, Minh Trọng, Thái Sơn, Nhật Nam, Đức Phú, 65, Văn Cường, Văn Khang, Công Đến, 87, Văn Trường, Xuân Tiến, 75, Văn Đô, Quốc Việt, 46. U22 Myanmar, Phiêu Thuân, Win Thanh, Linh He, Chiếc Aie, 45, 2, Thanh Xoe, Wai Phong, Soan He, 90, He Toàn, Thang Ô Ăn, 81, Kio Xoe, He Ô Ăn, Dinh Hèn, Nuan Xoe, 90, Mi Ác Khang, Ca Kio, Mio Khang, 45-2.